trong kinh uh, Trung Bộ Đức Phật có đưa ra một ví dụ nói về bốn hạng người tu hành như sau đó là trong kinh bảy mồi Đức Phật đưa ra có bốn đàn nai à, đàn bốn đàn nai và bị người ta săn bắt à, người ta săn thì đàn nai thứ nhất là đàn nai à, thế nào đàn nai nó khá là ngu si nó thấy người ta bảy mồi thì nó xông vào nó ăn và vì vậy đi bắt toàn bộ như vậy đó là đức phật nói hạng giống như hạng người thứ nhất là không biết sự khổ của ngũ dục lục trần ở trong thế gian nó lôi cuốn như thế nào rồi thế mà cứ chạy theo và cuối cùng đọa vào ba đường ác hạng Người thứ hai, tức là Đức Phật lấy ví dụ về đàn nai thứ hai Đó là thấy đàn nai thứ nhất bị người ta bắt Cho nên rất sợ Vì vậy tìm cách trốn ra, ra xa Trốn vào rừng sâu Nhưng mà trốn thì không có ăn Cho nên là đến khi mà mùa hạ, cuối mùa hạ Tức là cuối mùa hè Nước cũng hết, cỏ cũng hết Cho nên cuối cùng đói quá chịu không nổi Khát nước quá chịu không nổi và trở lại với cái chỗ mà người ta bẫy đó là ăn uống người ta thỏa cái cơn khát và cuối cùng cũng bị bắt đó ý nghĩa là gì nghĩa là chúng ta là những người tu hành mà nếu như chúng ta có cái cực như trước thì không nói hạng à, thứ nhất là đam mê trong ngũ dục thì đọa lạc là đương nhiên à, người thứ hai là cũng rất cố gắng phát tâm lên tu hành được thời gian thì rất là dũng dữ dội dũng mạnh đúng không ạ à? rất là dữ dội dũng mạnh để mà tránh ngũ dục nhưng mà tránh quá khái quá quý vị à, người ta cũng chịu nổi sơ phát tâm thì công đức thành phật có dư nhưng mà chỉ cần cố gắng một thời gian thì cái tâm nó không còn nữa và khi trở lại với trần gian hưởng thụ ngũ dục y chang như xưa à, cho nên vẫn bị ma phiền não kéo đi vào trong đường ác đó là hạng người thứ ba, à thứ hai, hạng người thứ ba thì đức phật lấy cho ví dụ một đàn nai, đàn nai này khôn hơn vì thấy hai cái đàn nai kia đã bị bắt, bị người ta săn bắt rồi, bị bẫy à, cho nên là khôn hơn lần này thì cũng không thể không ăn, à, tại vì sống ở đời thì phải có ngũ dục lục trần phải có, có tham gia nhưng mà cẩn thận hơn và đi rút lui cứ ăn rồi đi trốn ăn rồi trốn né được bảy mồi nhưng cái đường rút lui không đủ xa không đủ xa cho nên là thợ săn cũng tìm được ở những cái đường rút lui đó mà bắt được và cuối cùng cũng không có thoát khỏi thợ săn thì đức phật cũng nói rằng đó giống như hạng người thứ ba tu hành tu thì có đắc thiền đắc định thậm chí có những cái thành tựu nhỏ nhỏ nhưng cuối cùng cũng chưa có đoạn phiền não chưa chứng quả chưa có ra khỏi sanh tử và cuối cùng vẫn y nguyên trong vòng luân hồi vẫn khổ như thế à, và còn hạng người thứ tư tức là đàn nai thứ tư đó là đức phật đưa ra đàn nai này không hơn vì rút kinh nghiệm của ba đàn nai trước cho nên khi ăn thì vẫn ăn nhưng mà rút về nơi xa xăm và đi khéo léo vượt qua các bẫy mồi của người thợ săn vì vậy đàn nai này không có bị gì thì đức và cũng lấy ví dụ đó để minh họa ẩn dụ cho những người tu hành ti ở trong dòng đời này nhưng khéo để mà thích nghi với dòng đời và họ chứng quả giải thoát ở trong đời nhưng mà không bị bị đời kéo và là ở trong trần nhưng không nhiễm trần thì chúng ta hãy cố gắng làm như đàn ai thứ tư, không? chúng ta cố gắng như hạng người thứ tư để ra khỏi sanh tử. Ngoài cái sự phát tâm ra cần phải có trí huệ, cần phải có một cái trí huệ thông suốt thì mới đi qua được dòng sanh tử, đi qua cuộc đời này đầy trong gai và khó khăn. Quý vị biết rằng người ta có câu nói con đường đi vào rừng, đúng không? cũng là con đường ra khỏi khu rừng quý vị có nghe câu nói này chưa tức là gì con đường đi vào khu rừng đó chúng ta là lạc đường đúng không chúng ta là, là rừng lạc đường thì cách tốt nhất để ra ra khỏi khu rừng đó là gì quý vị chỉ cần quay ngược lại quay ngược lại mình đi ngược lại theo cái đường cũ thì mình ra được khu rừng cũng vậy trong Phật pháp con đường để ra khỏi sanh tử không có gì khác hơn là vẫn là con đường sanh tử đó thôi nhưng mà mình quay ngược nó lại ngày xưa mình sống ở trần này mình tham sân si mình dùng những tâm sở phú tàn vân vân đủ các loại nhưng bây giờ mình giác ngộ mình học bộ giáo lý tỳ đàm này bộ luân cốt xá này mình biết rằng con đường ra khỏi sanh tử đó là mình vẫn ở trong đó nhưng mình dùng phương pháp phương pháp gì là mình sống trong chánh niệm, mình sống trụ trong cái sự giác, mình sử dụng những tâm sở của bậc thánh, à, mình bỏ đi những tâm sở của phàm phu, thì đó là con đường ra khỏi sanh tử. Cho nên không có việc trốn đời, không có việc trốn tất cả mọi thứ mà ra khỏi sanh tử. Quý vị hiểu được như vậy. Cho nên đó là gì? Hãy cố gắng làm.